Các bạn đi gọi mấy bạn ấy lên đi, bảo mấy anh già còn ngồi đây được, sao các bạn trẻ ý thức kém đấy. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiệm Văn hóa ẩm thực. Chỉ còn ít giờ nữa, concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ chính thức diễn ra tại công viên sông Sài Gòn. Những ngày này, 33 anh tài và ekip chương trình gấp rút tập luyện, liên tục thử âm thanh, tổng duyệt các bước cuối cùng để mang đến sân khấu mãn nhãn, mãn nhĩ nhất có thể dành cho khán giả. Với quy mô lên đến 20.000 người, concert Anh trai vượt ngàn chông gai đánh dấu mốc son đáng nhớ vào văn hóa đu thần tượng nội địa. Chiều tối ngày 18 tháng 10, sân khấu đã hoàn thiện, khán đài xếp ghế ngay ngắn, từng khu vực được bố trí chỉnh chu để chào đón 20.000 khán giả. Các anh tài vẫn tập luyện không ngừng. Giữa lúc tình hình tập luyện căng thẳng, các thành viên trong ekip không tránh được những mâu thuẫn, thậm chí là to tiếng với nhau. Sự vụ ồn ào nhất hiện tại đó là việc đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư nổi nóng, lớn tiếng mắng nhiều anh tài trẻ tuổi bỏ ngang buổi duyệt sân khấu để đi ăn. Trên sân khấu còn nhiều anh vẫn đứng chờ mà vẫn có anh tài bỏ đi ăn là sao? Các bạn khỏi tập nữa đi, mời các anh vào trong phòng chờ, đi ra hết đi. Sau đó nghệ sĩ nhân dân Tự Long cũng bức xúc lên tiếng. Vì tập thể tí đi, các anh em nhanh chóng bước lên sân khấu hết đi. Ai cũng mệt hết mọi người ơi. Anh Hồng Sơn, anh Bằng Kiều còn ở đây cơ mà. Các bạn trong ekip gọi các anh lên hết đi. Các anh già còn ngồi đây mà sao các bạn trẻ ý thức kém thế nhỉ? Đứng trên sân khấu cùng Tự Long lúc đó thì có Đăng Khôi, Kiên Ứng, Binzy, Trương Thế Vinh, Ramastic, Tuấn Hưng. Vụ việc một số anh tài trẻ tuổi bỏ tập và bị mắng công khai khiến cho bầu không khí buổi tổng duyệt Anh trai vượt ngàn chông gai căng như dây đàn. Chưa rõ danh tính anh tài nào đã bỏ ngang buổi tổng duyệt để đi ăn. Khi khoảnh khắc này được tung lên trên các nền tảng mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng tranh luận lớn. Và để không ồn ào đi quá xa, ngay trong đêm 18 tháng 10, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ sự việc. Trên kênh Broadcast, nhà sản xuất chương trình cho biết trong tình thế gấp rút, tập luyện căng thẳng, không để tránh được những lúc mệt mỏi. Ở không gian rộng lớn, việc truyền đạt thông tin có thể chưa trọn vẹn, dẫn đến một số hiểu lầm không đáng có. Mọi người ơi, những ngày qua các anh Tài, chú Thư, anh Slim V và tập thể ekip đã và đang chạy hết tốc lực để mang đến một sân khấu concert tuyệt vời nhất cho khán giả đó. Và trong quá trình tập luyện và tổng duyệt cường độ cao trong ngày thì khó tránh khỏi những mệt mỏi. Và hơn hết, trong không gian sân khấu rộng lớn, việc truyền đạt thông tin có thể chưa được trọn vẹn, dẫn tới những hiểu lầm không đáng có. Các anh Tài hiện tại vẫn đang chạy sân khấu để mọi thứ được chỉnh chu, trọn vẹn, thăng hoa nhất cho quý khán giả yêu thương vào ngày mai. Vì vậy mọi người, ngày mai hãy quẩy thật sung nha. Cảm ơn mọi người. Dàn anh tài cùng ekip đã luyện tập hết tốc lực, tổng duyệt đến đêm khuya, rạng sáng để đảm bảo những màn trình diễn bùng nổ nhất. Chương trình quyết tâm tái hiện toàn bộ sân khấu gây sốt của các công diễn và còn cài cắm thêm nhiều sân khấu kết hợp mới, khách mời nổi tiếng nhằm mang đến trải nghiệm âm nhạc, hình ảnh tuyệt vời nhất cho khán giả. Tối ngày hôm nay 19 tháng 10, concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ chính thức diễn ra. Hôm nay đánh dấu một ngày lịch sử của showbiz Việt khi có đến 3 đại nhạc hội được tổ chức cùng lúc, gồm Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai Say Hi và Hội đồng hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 đêm chung kết sẽ có 17 anh tài được góp mặt trong top 17 gia tộc anh tài. 6 nghệ sĩ còn lại có thể xem như đã bị loại. Với mỗi phần thắng trong hai tiết mục thi đấu đầu tiên, nhà thiếu nhi và nhà tinh hoa sẽ có 3 anh tài vào thẳng top 17. Ở màn trình diễn cuối cùng, đội nào thắng sẽ có thêm 5 anh tài được lựa chọn. Với 6 suất cuối cùng lọt vào top 17 sẽ được lựa chọn dựa theo số điểm hỏa lực cá nhân. Theo luật chơi này, những nghệ sĩ có điểm hỏa lực thấp của cả hai nhà đều bị đe dọa sẽ không có mặt trong top 17. Khi truyền hình thực tế phát triển hưng thịnh, giới nghệ sĩ vẫn truyền cho nhau bí kíp phải lên hình đẹp, đứng trước máy quay ra sao, tương tác với đồng nghiệp như thế nào. Đặc biệt để được đạo diễn biên tập khi cắt dựng chọn nhiều hình ảnh của mình thì cần phải có năng lực tương tác, thể hiện được sự hài hước hay cá tính đặc biệt, khiến cho chương trình trở nên hấp dẫn và thu hút hơn. Với những chương trình nặng tính giải trí như Anh trai vượt ngàn chông gai, khả năng tương tác với đồng đội, tương tác trước máy quay sẽ rất quan trọng. Nhiều nghệ sĩ có tài năng nhưng gần như chìm nghỉm khi lên sóng bởi chính sự hiền lành, ít nói hoặc khả năng phát ngôn hạn chế. Ở Anh trai vượt ngàn chông gai, Trọng Hiếu là một người như vậy. Ở chung kết, Trọng Hiếu còn có những phát ngôn hớ khi anh cho rằng những nghệ sĩ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai là những người giỏi nhất Việt Nam. Phát ngôn này thì được cộng đồng mạng đôi khi đánh giá là có thể xếp vào dạng kiêu ngạo, dù đó chỉ là một sự tự tin của anh. Trọng Hiếu từng là quán quân Việt Nam Idol, có khả năng ca hát và trình diễn vũ đạo tốt, nhưng anh chưa tạo được sức bật ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Phan Đình Tùng cũng có thể sẽ không lọt vào top 17, bởi giống trường hợp của Trọng Hiếu, anh ít tương tác, mờ nhạt và có phần một màu ở sân chơi này. Thiên Minh đến với chương trình thực tế âm nhạc với tư cách một nhiếp ảnh gia. Anh sở hữu giọng hát tốt, nhưng vẫn bị đánh giá là có phần chìm trước dàn ca sĩ, diễn viên hùng hậu
có danh tiếng áp đảo. Những nghệ sĩ lấn sân sang ca hát như Thiên Minh hay đạo diễn Kiên Ứng, diễn viên Duy Khánh, thậm chí diễn viên hài Vi Bình Trần sẽ khó có thể nổi bật hơn. Duy Khánh đã cho thấy sự nỗ lực của mình, cố gắng rất lớn ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhưng giọng hát, phong cách trình diễn của Duy Khánh chưa thể có được một dấu ấn đột phá đối với khán giả. Bibi Trần được yêu thích nhờ sự hài hước, nhưng giọng hát là một điểm yếu của nam diễn viên. Ở chung kết 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Bibi Trần đã mờ nhạt khi trình diễn Có Không Giữ Mất Đường Tìm. Đứng cùng với dàn ca sĩ như Jun Phạm, ST Sơn Thạch hay nghệ sĩ kỳ cựu như Tự Long, Bằng Kiều. Bibi Trần có thể được cứu với điểm hỏa lực cá nhân không ở top thấp, nhưng những kỳ vọng anh từng đặt ra cho mình ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được cho là chưa thể đạt được. Trong dàn ca sĩ, Hoàng Hiệp luôn có hỏa lực thấp. Anh chưa thể có được độ nhận diện cao và được lượng fan hùng hậu như nhiều đồng nghiệp ở sân chơi này. Hoàng Hiệp từng bật khóc khi nhận số điểm thấp ngay ở vòng ra mắt. Hoàng Hiệp cùng với Duy Khánh, Thiên Minh, Kiên Ứng, Phan Đình Tùng, Trọng Hiếu có thể sẽ gặp khó khăn để lọt vào top 17 gia tộc anh tài. Ngoài ra, những gương mặt được giải phụ cũng có thể dễ dàng đoán ra. Đầu tiên là giải Anh Tài Ấm Áp, nhiều khả năng sẽ thuộc về Bằng Kiều. Bằng Kiều là một trong những ca sĩ có thâm niên hoạt động dài nhất chương trình. Cùng với nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều được gọi là cây đa cây đề, được đàn em kính trọng. Nam ca sĩ tạo thiện cảm với tính cách hiền lành, điềm đạm và nhường nhịn đồng đội. Cũng vì vậy mà khi chọn đội, Bằng Kiều gặp nhiều khó khăn và không ít lần bị từ chối. Dù vậy, khán giả hy vọng nam ca sĩ có thể thắng giải Anh Tài Ấm Áp vì những quan tâm thầm lặng dành cho các đồng nghiệp. Một cái tên khác đầy tiềm năng là Thành Trung, từng là top 5 bình chọn của giải Anh Tài Ấm Áp. Thành Trung được lựa chọn là lớp trưởng của ba anh tài và đóng vai trò kết nối, hàn gắn tình cảm của các thành viên. Ở giải Nam Thần Giải Trí, hạng mục này chứng kiến sự cạnh tranh của dàn diễn viên như Bibi Trần, Tiến Luật, Trương Thế Vinh, Duy Khánh. Tuy nhiên, về độ giải trí và gây hài, không ai có thể vượt qua Bibi Trần hay Tiến Luật về độ hài hước, khả năng tạo ra thảo luận trên các diễn đàn. Tiến Luật với những pha hài từ hậu trường cho đến khi lên sân khấu được cho là sẽ chiến thắng cho hạng mục bình chọn này. Anh Tài Năng Lượng 99% thuộc về Trọng Hiếu. Trọng Hiếu khi tham gia chương trình cho thấy sự đa tài và lan xả trong từng tiết mục. Nam ca sĩ cũng dẫn đầu top 5 bình chọn của giải phụ Anh Tài Năng Lượng. Trọng Hiếu từng là quán quân Vietnam Idol năm 2015, giữ vị trí đội trưởng tại Sweet Dance Việt Nam năm 2022. Về mảng vũ đạo hay thanh nhạc, Trọng Hiếu đều là cái tên sáng giá. Anh có phong cách trình diễn máu lửa, giải phóng thể hình tốt, nổi bật trong các tổ hợp vũ đạo. Giải phụ Anh Tài Quốc Dân điểm tên những ca sĩ có lượng fan đông, trong đó Jun Phạm từng áp đảo với số phiếu bình chọn. Tuy nhiên, ở chặng cuối với sự bứt phá của Subin, cái tên chiến thắng vẫn rất khó đoán. Đến nay, Subin đã có nhiều màn trình diễn gây sốt, lượt xem video cá nhân cao, tạo hình được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội như Trống Cơm, Đường Xa Ướt Mưa, Đường Qua Lối Đó, Chợt Nghe Bước Em Về. Anh Tài truyền cảm hứng gọi tên nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Anh được coi là một trong những người anh cả có sự ảnh hưởng lớn nhất trong chương trình. Đi qua hành trình đáng nhớ, nghệ sĩ chia sẻ nhiều khoảnh khắc ý nghĩa, nhận xét từng đàn em trên trang cá nhân. Những bài đăng của nghệ sĩ nhân dân Tự Long về các anh tài khác gây xúc động. Trong chương trình, anh cũng tham gia cố vấn cho các tiết mục lấy chất liệu văn hóa, lịch sử, luôn cho thấy thái độ nghiêm túc, kính nghiệp, tôn trọng đồng đội. Ở hạng mục anh tài được yêu thích nhất, Jun Phạm là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cả anh và ST Sơn Thạch đều có lượng fan đông đảo, ủng hộ lâu dài, từ thời còn hoạt động cùng 36 năm. Jun Phạm cũng có lượt xem fan cam cao, luôn an toàn nhờ điểm bình chọn từ khán giả trường quay. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi về chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.